Đấy, có hai bạn nữ đang tự sướng với cái xe. Đấy, xinh gái lắm. Mình vào hỏi một chút đi nhé. Xấu hổ gì đây em? Hello. Hello. Bạn gái này xinh đấy nhỉ? Em đang làm gì đấy? Em chụp ảnh và điệu ấy. Chụp ảnh với xe à? Vâng. Xe của em à? Vâng, xe của em mới mua đấy. Xe gì đây em? Là 15. Của hãng nào? Em chịu. Em chịu. Em chịu. Em chịu. What? Phải ngồi cả lên mới đẹp chứ em này. Em không ngồi được. Sao lại không ngồi được? Không. Anh tưởng đang mặc váy không ngồi được. Không, do luôn. Thế biết lái xe này chưa? Rồi. Xe đẹp đấy nhỉ? Vâng. Xe có xịn sò luôn. Đi chụp được nhiều ảnh chưa? Rồi ạ, chụp cái xuống sân. Em quê ở đâu đây? Em ở Sơn Động nha. Sơn Động ở đâu? Sơn Động Bắc Giang à? Đang có 1.000 người đang xem đây này. Đùa đấy, anh đang quay video chứ không phải live stream đâu. Thôi ra chụp ảnh tiếp đi, ăn gì đây em ơi, cho anh xin một miếng được không? Ôi ngoài đây nhiều ổ đấy. Đi ra hái cho anh ăn đi. Người ta không chửi à? Wow, cái ổ sai thế. Ê, đứng tạo dáng anh chụp cho kiểu ảnh. Cái xinh bên cạnh cái ổ ấy. Ổ to đấy nhỉ. Cầm một cái đầy tay luôn này. Quá to luôn. Thôi chụp ảnh với xe đi. Ui ôi. Con gái thấy chuối thích hẳn. Em ơi anh hỏi đi. Chạy mất rồi.